Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. 5 dấu hiệu nhỏ tràn cơ thể, ngay lập tức cảnh báo ung thư, xem ngay kẻo hối không kịp. Xin kính chào quý khán thính giả của kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị thân mến, ung thư, cụm từ chẳng còn xa lạ gì, và đó cũng là một cụm từ gây hoang mang, lo sợ nhất với tất cả chúng ta. Thậm chí nhiều người còn sợ hãi mà thốt lên rằng ung thư chính là bản án tử đối với cuộc đời của một con người. Trong những năm gần đây, tỷ lệ mắc ung thư ở Việt Nam đang có xu hướng tăng nhanh và đáng báo động. Mỗi năm Việt Nam có hơn 126.000 ca mắc mới và khoảng 94.000 người tử vong vì ung thư. Ung thư xảy ra ở mọi lứa tuổi, với bất kỳ ai và vào bất cứ thời điểm nào. Và cũng bởi sự chủ quan mà nhiều người trong quá trình chăm sóc sức khỏe, đến khi phát hiện ung thư thì đã ở giai đoạn cuối, không còn khả năng chữa trị. Nếu dấu hiệu lạ xuất hiện trên cơ thể, được xem là tiếng chuông cảnh báo tình trạng sức khỏe của mỗi người. Phát hiện ra sớm thì bản án tử kia có thể được giải quyết kịp thời. Dưới đây là những dấu hiệu trên cơ thể cảnh báo tình trạng sức khỏe mà bạn không được phép làm ngơ. Biết sớm, phòng ngừa sớm và cũng có cách để điều trị sớm. Mời quý vị cùng theo dõi. Ô nhiễm môi trường, hút thuốc lá, thực phẩm độc hại và thói quen ăn uống là những nguyên nhân dẫn đến ung thư. Ung thư có thể tấn công các bộ phận khác nhau của cơ thể. Do vậy, việc quan tâm đến sức khỏe là rất quan trọng. Ung thư có cơ hội chữa lành bệnh cao hơn khi được phát hiện và điều trị sớm. Nếu bạn biết rõ những dấu hiệu cảnh báo ung thư, dưới đây là những dấu hiệu sớm nhận biết ung thư. Nếu bạn có bất kỳ một trong các dấu hiệu này, đừng hoảng sợ. Tất cả những gì bạn cần làm là gặp bác sĩ. Dấu hiệu thứ nhất, giảm cân một cách đột ngột. Giảm cân là điều mà rất nhiều chị em mong muốn. Tuy nhiên đừng nhầm lẫn giữa việc giảm cân để cải thiện vóc dáng với việc giảm cân một cách đột ngột không rõ nguyên nhân. Cơ thể mệt mỏi và xanh xao bạn nhé. Xuất cân đột ngột là tình trạng cân nặng giảm mà không có chú ý, không phải do chế độ ăn kiêng hay tập luyện. Giảm cân bất thường và mệt mỏi là triệu chứng phổ biến nhất khi cơ thể không khỏe. Xuất cân cần được lưu ý là giảm 5% số cân nặng trong một tháng, hay 10% cân nặng trong 6 đến 12 tháng. Xuất cân có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau, song nguy hiểm nhất giảm cân đột ngột có thể cảnh báo ung thư. Có đến 80% bệnh nhân ung thư bị xuất cân vào một thời điểm nào đó trong quá trình bệnh. Xuất cân có thể khởi phát sớm và hầu như hiện diện ở các giai đoạn tiến triển hoặc giai đoạn cuối của bệnh ung thư. Xuất cân thường gặp ở các ung thư phổi và được tiêu hóa hơn so với các ung thư máu và một số ung thư khác. Ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến. Thứ hai, tình trạng da trở nên tồi tệ hơn khi sờ vào da có cảm giác sưng đau. Da dẻ chính là chiếc gương phản ánh rõ nét nhất tình trạng sức khỏe của cơ thể. Các tế bào ung thư sẽ hấp thụ các chất dinh dưỡng của cơ thể và làm cho các tế bào ung thư tiếp tục mở rộng, sau đó dễ khiến bệnh nhân trông kém tinh thần. Vì vậy, khi tình trạng da của bệnh tương đối kém và gặp các vấn đề về da thì các bạn cần phải cảnh giác, đó có thể là ung thư da hoặc các bệnh ung thư khác. Bởi vì tế bào ung thư sẽ gây ra những thiệt hại nhất định cho cơ thể trong quá trình phát triển. Nó sẽ làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể. Tế bào ung thư sẽ gây ra những thiệt hại nhất định cho cơ thể trong quá trình phát triển. Thêm vào đó, khi có nguy cơ mắc ung thư, một dấu hiệu giúp nhận biết đó chính là việc sờ lên da có cảm giác đau rát. Nói chung da bình thường sẽ không bị đau khi ấn tay vào. Nhưng nếu bạn bất ngờ ấn vào da và thấy rằng luôn có cơn đau bất thường, hãy cảnh giác, đây có thể là một trong những dấu hiệu của bệnh ung thư da. Trong quá trình phát bệnh, các tế bào ung thư lan rộng hoặc bị di căn sẽ gây đau cả ngoài da. Dấu hiệu thứ ba, cơ thể mệt mỏi và có những cơn sốt cao. Nhiều trường hợp bị sốt không rõ nguyên nhân, có thể do ung thư.
Điều này có thể lý giải là do ung thư ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, làm cho cơ thể không có sức đề kháng với các viêm nhiễm gây cúm và sốt. Hầu hết các bệnh ung thư sẽ gây sốt tại một số thời điểm, thường rất xảy ra sau khi ung thư đã lan từ vị trí ban đầu của nó và xâm chiếm một phần khác của cơ thể. Sốt cũng có thể được gây ra bởi bệnh ung thư máu như in lupho hoặc bệnh bạch cầu, ung thư hạch. Dấu hiệu thứ tư, xuất hiện những vết thương ngoài da mãi không khỏi. Nếu khả năng miễn dịch của cơ thể tương đối mạnh, vết thương xuất hiện trên da sẽ dễ lành hơn sau khi bị trầy xước. Nhưng ngược lại, nếu bạn thấy rằng mình có vết thương luôn có cảm giác khó chữa lành sau khi điều trị và các vết loét tái phát thường xuyên, tăng nặng lên thì có thể là triệu chứng ung thư đang xảy ra dưới da, gây tổn thương niêm mạc của da, làm cho khả năng tự chữa lành của da trở nên kém hơn. Do đó, chúng ta nên cảnh giác và tiến hành các bước kiểm tra liên quan đến da, kịp thời thay đổi khi những thay đổi này xảy ra trên da. Tuy nhiên, nếu những tình huống này không thể xảy ra trong thời gian bình thường, các biện pháp phòng ngừa vẫn phải nên được thực hiện. Theo các bác sĩ, điều quan trọng là phải chú ý đến việc quan sát và chăm sóc da trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời hãy cẩn thận để không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong một thời gian dài. Dấu hiệu thứ năm, khó tiêu hoặc khó nuốt thức ăn. Một số người có thể bị khó nuốt, nhưng sau đó tự xem xét thấy không đau hay viêm họng gì, nên đã bỏ qua nó. Theo thời gian, họ thay đổi chế độ ăn uống nhiều chất lỏng hơn, nhưng vẫn khó nuốt. Đây có thể là dấu hiệu của ung thư đường tiêu hóa, mà dễ gặp nhất là ung thư thực quản. Triệu chứng khó tiêu diễn ra một thời gian dài, không khắc phục được, có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư thực quản, vòm họng hoặc dạ dày. Dấu hiệu thứ 6, các đợt ho kéo dài dai dẳng. Các đợt ho kéo dài và không thuyên giảm gây cho người bệnh nhiều phiền toái. Loại trừ ho do cảm lạnh, cúm và các bệnh dị ứng, đôi khi ho do một tác dụng phụ của thuốc. Ho kéo dài được định nghĩa là kéo dài hơn 3 hoặc 4 tuần, hoặc có thay đổi về ho thì không nên bỏ qua. Các kiểu ho này có thể là triệu chứng của bệnh ung thư, hoặc chúng có thể chỉ ra một vấn đề khác như viêm phế quản mãn tính hoặc trào ngược axit. Ho kéo dài đồng thời có những biểu hiện kèm theo như đau ngực, ho ra máu, có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi. Dấu hiệu thứ 7, thường xuyên cảm thấy đau đớn. Bất cứ cơn đau nào mà không liên quan tới hoạt động của bạn là một báo động đấy. Nếu đi tập gym và bị căng cơ thì đau là chuyện bình thường. Nhưng nếu bạn thấy chân đau và không nhớ đã bị thương và cơn đau không chấm dứt sau khi uống thuốc giảm đau, cơ thể bạn đang có vấn đề. Các bộ phận khác nhau trên cơ thể có thể dễ dàng khiến các tế bào ung thư xâm lấn và gây ra ung thư. Trên thực tế thì tỷ lệ mắc ung thư ngày càng cao. Trong những năm gần đây, nhiều người sẽ khiến nhiều loại ung thư xuất hiện trong cơ thể vì không quan tâm, chú ý đến sức khỏe của mình mỗi ngày. Hy vọng với những thông tin trên đây, bạn đã có thể đề phòng được chứng ung thư quái ác này nhé. Xu hướng mắc bệnh ung thư không những gia tăng ở Việt Nam mà còn hầu hết ở các nước trên thế giới. Trung bình hàng năm, trên thế giới có khoảng 14 triệu người mắc mới và có khoảng 8,2 triệu người tử vong. Còn tại Việt Nam, mỗi ngày sẽ có thêm khoảng 48 ca mắc ung thư mới. Đây đều là những con số báo động khiến chúng ta phải đặt vấn đề rằng làm sao để hạn chế tối đa con số này xuống mức thấp nhất, đúng không nào? Lối sống thiếu điều độ cũng góp phần khiến nhiều người khó thoát khỏi bàn tay tử thần. Việc thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt là một giải pháp cực kỳ quan trọng trong việc phòng tránh bệnh ung thư. Sau đây là những việc bạn cần làm để ngăn ngừa bệnh ung thư quái ác. Mời các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất, không hút thuốc. Dù bạn sử dụng bất kỳ loại thuốc lá nào, chẳng hạn như thuốc lào, thuốc lá shisha, chúng đều có nhiều nguy cơ gây đột biến cho các tế bào. Hút thuốc lá có mối liên hệ mật thiết với nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư phổi, miệng, cổ họng, thanh quản, tuyến tụy, bàng quang, cổ tử cung và thận. Ngoài ra,
nhai thuốc lá còn liên quan đến ung thư khoang miệng và tuyến tụy. Mặt khác, ngay cả khi bạn không trực tiếp sử dụng thuốc lá, tiếp xúc với khói thuốc cũng được xem là hút thuốc lá gián tiếp, có thể làm tăng nguy cơ ung thư phổi. Để phòng ngừa ung thư, cách tốt nhất là bạn nên tránh xa thuốc lá hoặc bỏ thuốc lá. Hãy hỏi bác sĩ về những sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá và một số kế hoạch bỏ thuốc lá hiệu quả. Thứ hai, thay đổi thói quen sinh hoạt và áp dụng các loại thực phẩm đa dạng, hợp lý. Sử dụng thực phẩm lành mạnh, hãy ăn nhiều trái cây và rau để hấp thụ đủ những sinh tố và chất xơ. Hàng ngày nhớ đến những thức ăn tươi trong bữa ăn của bạn. Ăn nhiều cá, thịt gà, hạn chế sử dụng thịt lợn, thịt bò, thịt dê, các loại thịt đỏ. Các nghiên cứu cho thấy, những người ăn nhiều thịt lợn, bò, dê và các loại thịt đỏ khác có nguy cơ mắc ung thư đại tràng cao hơn 30%. Tổng lượng thịt đỏ sử dụng mỗi tuần tốt nhất không nên quá 50g. Đồng thời cũng không nên ăn thịt hun khói, các sản phẩm thịt đã qua chế biến như lạp xưởng, xúc xích. Theo thống kê, có khoảng 30% bệnh nhân bị ung thư do ăn thực phẩm có chứa chất bảo quản. Thứ ba, hạn chế rượu bia, cà phê và các chất kích thích. Thuốc lá là nguyên nhân gây nên 30% bệnh ung thư. Những ai đang hút thuốc hãy bỏ ngay lập tức. Người nào không hút thuốc cần tránh xa khói thuốc. Hút thuốc là nguyên nhân nguy hiểm chính gây nên ung thư phổi, đồng thời liên quan đến các loại ung thư khác như ung thư thực quản, dạ dày, tiền liệt tuyến, đại tràng, trực tràng, ung thư cổ tử cung và ung thư vú. Khoảng 3% nguyên nhân chết do ung thư có liên quan đến rượu cồn. Uống rượu quá mức độ sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vàm họng, thực quản và yết hầu. Không những thế, nếu uống nhiều rượu và dài ngày còn gây xơ cứng gan, tăng nguy cơ ung thư gan. Ăn trầu và ung thư vàm miệng, ung thư họng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Đã từ lâu các nghiên cứu chứng minh rằng trà xanh có tác dụng phòng chống ung thư. Trong lá chè có các chất chống oxy hóa như catechin và vitamin A, C có tác dụng phòng ngừa ung thư. Những chất này có nhiều trong chè xanh, tiếp đó là chè ô long, cà phê cũng có thể hạn chế tỷ lệ phát sinh một số bệnh ung thư. Thứ tư, luôn giữ cho tinh thần thanh thản và thoải mái. Tâm trạng u buồn dễ dẫn đến bệnh ung thư. Nhiều người bị bệnh ung thư cho biết, trước khi bị bệnh 2-3 năm, bản thân thường ở trạng thái chịu nhiều áp lực. Các nghiên cứu y học phát hiện, tinh thần kém sẽ làm suy giảm khả năng miễn dịch. Chứng trầm uất sẽ làm giảm năng lực tu bổ DNA của cơ thể, dẫn đến tỷ lệ mắc ung thư cao một cách rõ rệt. Thứ năm, hấp thụ ánh sáng mặt trời mỗi ngày. Gần 90% cơ thể nhận vitamin D đến trực tiếp từ ánh sáng mặt trời, không phải từ thực phẩm hoặc chất bổ sung. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự thiếu hụt vitamin D có thể làm giảm sự giao tiếp giữa các tế bào, khiến chúng ngừng kết dính lại với nhau và cho phép các tế bào ung thư lây lan. Vitamin D cũng có thể giúp thúc đẩy sự trưởng thành và sinh sản các tế bào thích hợp. Các quá trình này có thể dẫn đến tăng trưởng ung thư. Những người có lượng vitamin D thấp có nguy cơ mắc nhiều bệnh ung thư cao hơn, bao gồm ung thư vú, đại tràng, tuyến tiền liệt, buồng trứng và dạ dày, cũng như loãng xương, tiểu đường, đa xơ cứng và huyết áp cao. Nhưng tránh tiếp xúc quá nhiều có thể gây ung thư da. Bạn chỉ cần vài phút mỗi ngày để sản xuất đủ lượng vitamin D. Thứ 6, thăm khám sức khỏe định kỳ. Thực hiện tất cả những điều trên đây sẽ giúp chúng ta sống lành mạnh và phòng tránh bệnh ung thư và các bệnh khác nữa. Nhưng bạn vẫn cần phải thường xuyên thăm bác sĩ để dò tìm ra sớm nếu chẳng may bạn bắt đầu mắc bệnh ung thư. Điều này có nghĩa là những phụ nữ từ tuổi 40 trở lên hãy chụp X-quang tuyến vú mỗi năm một lần. Đàn ông và phụ nữ 50 tuổi hãy soi ruột kết định kỳ, tùy theo lời khuyên của bác sĩ. Phụ nữ từ 21 tuổi hãy thử nghiệm hết test, xét nghiệm ung thư cổ tử cung hàng năm và trải qua những thủ tục cần thiết khác.
nhằm sớm tìm thấy bệnh để điều trị kịp thời. Bất kỳ ai cũng có thể bị bệnh ung thư, và tuổi đời càng cao, cơ thể lão hóa, sức đề kháng giảm khiến khả năng mắc bệnh càng tăng. Thậm chí sau khi chữa khỏi, nguy cơ ung thư tái phát là khó tránh khỏi. Nếu bạn không biết cách phòng ngừa, ngày nay, y học hiện đại đã giúp các bệnh nhân vượt qua được căn bệnh ung thư nhờ những ca mổ, hóa trị hay xạ trị. Nhưng với điều kiện, chúng ta phải phát hiện phòng ngừa sớm để có thể điều trị kịp thời. Do vậy, hãy luôn chú ý đến sức khỏe của bản thân, chăm chút và dành sự quan tâm cho nó nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.